Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay tôi xin được giới thiệu đến các bạn cách tính tổng hàng hoặc cột nhanh trong Excel. Phiên bản Excel tôi sử dụng ở đây là Excel 2007. Để bắt đầu và đỡ mang tiếng là lừa đảo, tôi sẽ tạo một workbook mới. Ví dụ ở đây cột A, tôi sẽ gõ các giá trị để tính tổng nhanh. Thay vì gõ lệnh bằng, sum rồi chọn từ A1 đến A13 thì các bạn chỉ việc đặt chuột vào A14 hoặc bất kỳ ô nào trong cột A mà các bạn muốn hiển thị tổng lên. Các bạn đặt chuột vào đó, tay giữ phím An và gõ dấu bằng. Hệ thống sẽ tự động điền cho chúng ta từ A1 đến A13 như các bạn thấy. Tiếp theo, cũng giống với cột, với hàng các bạn làm tương tự. Các bạn cũng click chuột vào ô mà các bạn muốn lấy tổng giá trị, click chọn ô đó, rồi các bạn giữ An, gõ dấu bằng. Excel sẽ tự động điền nốt cho ta thông tin. Ví dụ như ở đây, tổng từ A1 đến H1. Để thêm vào đơn vị của tổng, để giúp ta phân biệt được đó là tổng về cái gì. Ví dụ ở đây tôi làm là tổng tiền, tôi sẽ thêm ở trước dấu bằng, tôi thêm chữ đô la. Như các bạn thấy ở đây hiển thị giá trị 115 đô la. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn